xin quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón phần trình diễn của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Chào các ông chú ạ. Minh Tuyết xin thưa ngài kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến và xin gửi đến em lùi chút xíu ra để nghe em nhiều quá nó cứ hú thế. Xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân mến và chúc tất cả quý vị một tuần lễ Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc bên người thân. Và năm mới cũng sắp tới rồi mà có lẽ là Minh Tuyết sẽ không gặp được quý vị nữa, cho nên cũng xin chúc tất cả quý vị năm mới dồi dào sức khỏe và tiền vô như nước, tiền đừng có ra luôn chứ đừng nhỏ giọt mà nó nhỏ hoài mình cũng chết. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến đây đông đủ tham dự chương trình 25 năm Nguyễn Ngọc Ngạn. Hôm nay em cố tình bận cái áo đỏ lè để cho quý vị có cái sự lucky trong ngày hôm nay, cũng như là cho cuối năm như đầu năm mới. Hy vọng rằng là Minh Tuyết sẽ đem đến cái lucky đỏ cho tất cả quý vị. Không biết là quý vị thấy ok không ạ? Chứ còn em thì em thấy lạnh lắm ạ. Ở đây lạnh quá mà lỡ đem cái áo này rồi không còn áo khác. Vâng ạ. Cởi ra nữa hả chị? Ôi cởi ra nữa là chết em luôn á. Không được đâu. Em bên lạnh nó tới. Và liên tục chương trình cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị một bài hát khuấy động không khí chút xíu được không ạ? Nhá. Đèn tối quá em không thấy rõ nhưng mà em nghe nói là vé đã sold out, tức là có nghĩa rằng là 2.500 khách đang ngồi ở dưới phải không ạ? Vậy mà em thấy pháo nổ nó lác đác quá. Cái này mới có Tiểu Liên à mà em muốn tới Đại Liên cơ. Cho em xin một cái Đại Liên lớn thiệt lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, bởi vì quý vị biết không, ngày này là ngày thứ ba của các anh chị em nghệ sĩ trong tuần lễ rồi. Tới lễ thì các anh chị em nghệ sĩ đi show rất là nhiều. Đi từ ngày 23, 24, 25 mà ngày này là ngày cuối rồi. Cho nên rất là cần cái động lực của quý vị, cái sự ủng hộ của quý vị làm cho em hưng phấn hơn và more excited hơn một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát mà quý vị dành rất là nhiều tình cảm cho Minh Tuyết, nhất là các bạn trẻ. Để thay đổi không khí, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát được mang tên Hoang Mang. Vâng ạ, hồi nãy thì chú Ngạn có giới thiệu về băng nhạc ạ. Quý vị có biết băng nhạc này á, anh chị em nghệ sĩ không đặt tên là băng nhạc Hoàng Thi Thơ nữa, Thi Thi nữa, mà đặt tên là băng nhạc Phước Lộc Thọ không ạ quý vị? Tại vì các anh ở dưới đây là anh nào cũng là trưởng lão hết trơn rồi. Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều, vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhớ. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta dành như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày, anh nhớ đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung lối, ân tình tuyệt vời trên môi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sợ, để đêm mùa đông trôi xa nụ cười rạng ngời trên môi.
câu nói trên đầu môi và chẳng người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều, vì anh lạnh lùng vắng xa, còn tôi còn tim thật thà nên nhìn tôi ôm lòng đến những nhớ. Xa lại nhớ đến nằm mơ, mơ tình hạt xanh như bài thơ, ánh trăng sáng rồi màn đêm đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy đến tôi hoang mang khác nhận, anh ở đâu cho tình tôi miên man. Một mai đường xa chung lối, ân tình tuyệt vời lạnh ngôi, tình yêu của những phút đau tựa như phép màu, rơi em coi lòng vượt qua nỗi sầu. Đêm đêm mùa đông trốn xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Vâng ạ, và bây giờ thì không biết quý vị có muốn nghe một bài hát mới của Minh Tuyết không ạ? Vâng ạ, bài hát mà có lẽ là quý vị nếu ai mà yêu mến Minh Tuyết hay là biết về cái kênh YouTube của Thúy Nga, là bởi vì cũng không có nhiều người biết lắm tới cái kênh này. Thực sự là Thúy Nga Paris by Night gần đây thì quý vị cũng như chú Ngạn nói là cái vấn đề mà băng đĩa mình bán đó, người ta mua thì nó ít. Và vấn đề vì bây giờ technology nó mới quá cho nên có những cái điều nó rất là tiện và lợi ở trên YouTube hay là trên những cái kênh. Cho nên Trung tâm Thúy Nga đã vì cái điều đó mà tạo nên một cái kênh ở trên YouTube gọi là Thúy Nga Channel. Khi quý vị đánh cái tên Thúy Nga Channel vào trên YouTube thì nó sẽ hiện lên tất cả những sản phẩm nào mà Thúy Nga up lên trên đó để cho quý vị có thể xem free, miễn phí. Và quý vị subscribe vô thì cứ mỗi lần Thúy Nga up lên một cái gì đó, đó thì tự động nó sẽ gửi vào cái mail quý vị và quý vị có thể coi. Giống như là Thúy Nga mới vừa up lên cái chương trình Claudia cho Christmas thì đây cũng là một bài hát mà không phải nằm trong Paris by Night nhưng mà nằm trong một cái cuốn video của Trung tâm Thúy Nga gọi là cuốn Divas. Thì cái cuốn này Thúy Nga đã up toàn bộ những cái bài hát trong cuốn này lên cái kênh channel của Thúy Nga. Thì mà Minh Tuyết may mắn là được quý vị xem và like cái video này, cái bài hát này rất là nhiều. Bài hát của nhạc sĩ Minh Vi, anh cũng chính là ông xã của chị Cẩm Ly, tức là anh rể của Minh Tuyết, là người mà viết ra bài hát Em Sẽ Là Người Ra Đi đó. Anh đã viết ra bài hát này để nói lên tâm trạng của một người bạn có thật của anh. Khi nói tới cái chữ là người thứ ba thì có những người đồng cảm nhưng mà cũng có những người cảm thấy hơi bị nhạy cảm với cái từ ngữ người thứ ba. Nhưng con gái khi lớn lên có ai mong muốn là mình không lấy được người đàn ông mà mình yêu thương, không lấy được người mà có thể cho mình rất là nhiều thứ. Ví dụ như anh có công ăn việc làm tốt hay anh đẹp trai hay anh ga lăng với mình hay anh yêu mình, ai cũng muốn điều đó hết. Nhưng có mấy ai tìm được cái người như vậy, người như trong mộng. Và có đôi lúc mình tìm được
nhưng người đó lại đã không thuộc về mình và lại thuộc về một người khác. Bởi vì cái điều gì mà nó tốt thì nó không có bao giờ nó available nhiều cả, quý vị nhỉ. Cho nên khi mà người con gái mà rơi vào cái tình trạng như vậy thì rất là đau lòng và muốn thoát ra khỏi cái điều đó ngay lập tức. Có khi người con gái đó biết được điều đó là sai nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Nhưng cũng có khi người con gái đó đã yêu rồi, quen rồi thì cuối cùng mới find out ra mình không phải là người đầu tiên mà mình chính là người thứ ba. Nhưng đối với Minh Tuyết thì người con gái đó và người con gái đầu tiên đều không phải là người thứ ba. Nhưng người con trai đó chính là người thứ ba đã đem đến cho hai cuộc đời của người con gái những nỗi đau và những giọt nước mắt. Cho nên quý vị, xin hãy cùng Minh Tuyết lắng nghe tâm sự của những người con gái thứ ba. Bài hát được mang tên Người Thứ Ba. Xin cảm ơn quý vị. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vang tiếng cười. Rồi thật buồn em ơi hay, anh cùng ngại tay trong tay muốn kí. Thà rằng ngày xưa không hề quên, cũng đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu đuôi mắt cay một cuộc tình. Thơ ngây hồn nhiên với ái ân ngày xưa, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu phút giây nào nhẹ nhàng, quên đi thật mau cô gái anh từng yêu, cô đơn con đường dài em bước.
Vâng, và bây giờ thì xin cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị thêm một bài hát nữa. Minh Tuyết đang đắn đo là không biết là mình nên hát một bài mới chưa có hát ở đây, nó cũ nhưng mà nó mới vì Minh Tuyết làm lại một cái liên khúc, hay là hát một bài quý vị yêu cầu ạ? Liên khúc hả? Ok. Vâng, sẵn đây nói tới 25 năm Nguyễn Ngọc Ngạn thì Minh Tuyết có rất là nhiều cái kỷ niệm với chú, và cũng như là cảm ơn chú rất là nhiều. Chắc có lẽ chú đang đứng trọng chú nghe. Là bởi vì cách đây 15 năm về trước, Minh Tuyết đi hát ở bên Úc Châu, và Minh Tuyết hát bài Bờ Bến Lạ. Khi Minh Tuyết hát xong thì bước xuống sân khấu thì chú lại chú mới nói như này: cháu à, thế cháu còn hợp đồng với công ty nào không? Thế là Minh Tuyết nói rằng là dạ cháu vừa hết hợp đồng rồi chú ạ. Hồi xưa Minh Tuyết hát cho Tình Production. Thì chú bảo thế à, rồi để chú về chú gọi điện cho con Thủy. Con Thủy tức là chủ trung tâm Thúy Nga, đó là chị Marito đó. Và sau đó thì từ một bến bờ phải nói rằng là cũng còn chưa có vững trải, vững chắc lắm. Khi gặp chú rồi thì chú đã giới thiệu cho Minh Tuyết một bến bờ vô cùng tuyệt vời, đó là trung tâm Thúy Nga. Và nhờ trung tâm Thúy Nga thì quý vị biết đến Minh Tuyết nhiều hơn, và tên tuổi của Minh Tuyết lan rộng và lan xa. Và cũng chính nhờ chú đã bắt cho Minh Tuyết một cái nhịp cầu nối như thế, cho nên ngày hôm nay Minh Tuyết đứng đây và được tham dự chương trình 25 năm Nguyễn Ngọc Ngạn. Cho phép Minh Tuyết trân trọng gửi lời cảm ơn đến chú rất là nhiều, rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã thương yêu Minh Tuyết trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhắc tới đây thì cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị một liên khúc. Bài hát này tuy cũ rồi nhưng mà trong đó có một bài thì Tuyết chưa bao giờ hát ở Mỹ cả, và một bài thì đã từng hát trong cái thời điểm mà chú Ngạn giới thiệu Minh Tuyết vào trung tâm Tình. Đó là bài Một Thời Đã Xa. Nhưng mà hôm nay Minh Tuyết vô tình nghe một số các bạn trẻ hát lại bài hát này thì cảm thấy đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với chú. Thì hôm nay cho phép Minh Tuyết tri ân với chú cũng như tất cả quý vị một liên khúc được mang tên Tình Xa Khuất, xin gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là bài hát mà Minh Tuyết chưa hát với băng nhạc bao giờ, cho nên quý vị cho băng nhạc Phước Lộc Thọ một tràng vỗ tay thật lớn. Trách anh đâu.
xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, dù mai bóng hình rời. Đời anh cũng có giây phút chốn yêu dại khờ. Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng quên em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em nụ hôn này. Và em biết anh sẽ quên em những bài tình ca viết xin tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và ta sẽ không tranh nhau nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau thì sẵn rồi. Và em biết anh sẽ quên em những bài tình ca viết xin tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu đâu chỉ riêng em. Và ta sẽ không tranh nhau nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rồi lừa. Và em biết anh sẽ quên em những bài tình ca viết xin tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu đâu chỉ riêng em. Và ta sẽ không tranh nhau nữa, chẳng trách anh.